Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình An sinh xã hội với cô Angie Hồ Quang trên đài Sài Gòn TV. Dạ, Nguyệt Dung kính chào cô. Dạ, chào Nguyệt Dung và xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Television. Kính thưa quý khán giả, chương trình An sinh xã hội lúc nào cũng được chúng ta chú ý và quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là đối với các bác cao niên lớn tuổi, vì họ muốn biết rằng những cái tiêu chuẩn và cách thức căn bản để mà họ hưởng được những cái quyền lợi của mình sau những năm tháng dài làm việc. Và trong chương trình An sinh xã hội ngày hôm nay, Nguyệt Dung cùng với cô Angie hy vọng là sẽ giải đáp được những cái thắc mắc của quý khán giả đã gửi về cho chương trình trong tuần qua. Kính thưa quý vị, chúng tôi cùng với Sài Gòn Television đã xuất hiện trên màn hình của chương trình này về những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội. Và hôm nay thì theo sự chia sẻ của Nguyệt Dung, chúng tôi biết rằng có một số thơ của quý vị khán giả gửi về. Thì nhờ Nguyệt Dung lần lượt đọc những lá thơ của quý vị gửi về để đặt câu hỏi cho chúng ta nhé. Dạ cô, và câu hỏi đầu tiên của chương trình chúng ta ngày hôm nay là của một bác sinh năm 1953. Bác vẫn chưa có muốn về hưu, sang năm 2016 xin về hưu có được hay là không, hoặc là phải chờ cho đến 66 tuổi. Và câu hỏi của bác là bao nhiêu tuổi thì nhận được tiền hưu trí và Medicare? Dạ, mời cô trả lời cho quý khán giả. Để trả lời câu hỏi này, kính thưa quý vị, trước nhất, ông cho biết là ông sinh năm 1953. Thì năm 1953 là ông nằm trong cái diện của những người chúng ta gọi là baby boomer đó. Thế hệ baby boomer đó là một cái từ mà người ta dùng cho cái khoảng thời gian chúng ta nhớ tới đệ nhị thế chiến. Thì sau đệ nhị thế chiến đó, những người trai hùng đi đánh trận đó trở về quê hương, thì biết chắc rằng trong những ngày xa quê hương thì nhớ vợ rồi xa cách. Thì khi mà trở về đó, trong cái sự đoàn viên đó và sản xuất rất nhiều em bé, do đó mới có cái thế hệ người ta gọi nôm na là baby boomer. Tự nhiên là nhà nào cũng thấy có em bé hết. Rồi, và kính thưa quý vị, cái khoảng thời gian mà chúng tôi gọi là cái giai đoạn của những người sinh sau đệ nhị thế chiến, những người đó sinh từ năm 1943 tới năm 1954. Cô nhìn Nguyệt Dung, cô nghĩ chắc là Nguyệt Dung phải sinh sau năm 1980 phải không? Dạ đúng rồi con. Kính thưa quý vị, thì đối với những vị mà sinh sau năm 1960 thôi, có nghĩa là những người mà đã lớn hơn Nguyệt Dung 20 tuổi đó, phải đợi đến 67 tuổi mới có tuổi hưu toàn phần. Trở lại với những người như vị khán giả này, sinh năm 1953 có nghĩa là ông nằm trong cái thế hệ của những người baby boomer, thì cái tuổi hưu toàn phần của ông là 66. Kính thưa quý vị, cũng trong những lần chia sẻ trên màn ảnh của Sài Gòn Television, chúng ta đã nói với nhau rằng nếu muốn về hưu, chúng ta có thể về hưu ở cái tuổi sớm nhất là 62, có quyền về hưu. Nhưng mà không có ai bắt mình về hưu hết á. Cái đó là hưu non đó phải không? Cái đó là hưu non, đúng rồi. Không ai bắt mình hết. Thành ra nếu mà ông sinh năm 1953 thì trong năm 2015 ông được 62 tuổi, mình có quyền. Cộng thêm một cái yếu tố nữa tôi muốn nhắc đến là ông phải có 40 tín chỉ thì ông mới đủ điều kiện về tuổi tác và tín chỉ an sinh xã hội để xin hưu non. Nói như vậy để thấy rằng từ năm 2015 đã có quyền về hưu non rồi đó. Nhưng mà không ai bắt. Nếu mình đợi tới năm sau, mình 2016 là mình được 63 tuổi, lúc đó mình muốn về hưu cũng ok luôn. Hay rằng ở bên mình còn, tại vì cái ông này đó, nếu trong trường hợp mà bà vợ ông nói là anh ơi, em có một cái danh sách này nè, em chờ mà anh về hưu đó là em đưa cái danh sách đó cho anh, là cái vườn đằng sau mình đó là cần phải cuốc lên, tại khi mà anh về hưu rồi đó thì mình sẽ trồng thêm bầu thêm bí, rồi mình khỏi đi chợ đỡ tốn tiền, rồi cái chỗ này anh phải sửa nè, rồi cái hàng rào mình phải sơn lại. Cái ông đó ông được 63 tuổi rồi đó, cô có nhiều người bạn vậy đó. Cái ông đó ông nói thôi bà để cho tôi đi làm ở ngoài sở đi, tôi đem tiền về chứ bà biểu tôi ở nhà mà nói cho tôi nghỉ hưu. Mà rồi bà có một cái danh sách mà người Mỹ họ có cái từ rất là dễ thương, gọi là honey due
list. Oh, honey do list. Honey do list là cái danh sách của honey phải làm. Thì nghe ra giống như là cái trái ra trái nghe nó cái rất trái là dưa, ngọt, ha, cái trái dưa honey do đó. Yeah. Nhưng mà cái này là người ta cũng là chơi chữ honey là mật, là cái tiếng người ta gọi thương yêu giống như mình ơi đó. Yeah. Thì honey do list là cái danh sách anh phải làm. Thì cái người mà sắp về hưu được đủ tiêu chuẩn rồi mà thấy cái tương lai mà mình ở nhà dở đưa cái honey do list quá dài, thà ta đi làm sướng hơn. Dạ, thôi để tôi trở lại đi làm thôi, cô hả? Thà để tôi làm cho tới 66 tuổi. Thì bất cứ lúc nào sau cái tuổi thứ 62 là quý vị cũng có quyền về hưu mà không phải chờ. Nếu có nhiều vị trong tinh thần của lá thơ này, có thể tôi đã hiểu ra quý vị sợ là nếu mà mình lỡ qua cái 62 rồi thì mình phải đợi tới 66 mình mới về hưu. Không phải như vậy. Bất cứ lúc nào sau tuổi 62 là mình có quyền về hưu. Hay là ngay cả tới cái tuổi 66 rồi mà mình vẫn chưa muốn về hưu. Cái chữ đó là Mỹ nó kêu là workaholic đó, ghiền làm việc đó. Yeah. Ghiền quá đi làm tới 70 tuổi. Thì kính thưa quý vị, không biết tôi có chia sẻ với Nguyễn Dung chưa là nếu mà chúng ta về hưu đúng tuổi, chúng ta được hưởng 100% cái tiền hưu trí của mình. Nếu chúng ta về hưu ở cái tuổi 62 thì cái số tiền mình được lãnh nó bị giảm xuống. Yeah. Là còn có 75% thôi. Nhưng mà nếu mà người nào mà gân chịu khó làm việc, làm tới 70 tuổi thì cái số tiền cứ mỗi một năm mà mình để trễ cái chuyện mà xin tiền hưu bổng thì cái tiền hưu sẽ tăng được 8%. Tôi lấy thí dụ cũng 1.000 đồng. Yeah, cũng... Nếu mà tôi đợi đến 66 tuổi tôi được hưởng 1.000, qua tới 67 thì tôi được hưởng 1.008% của 1.080 đồng. Thì nếu mà tôi đợi đến 70 tuổi thì tôi đã được 1.320 đồng. Dạ, coi như là nó cộng thêm cái tiền lời vô cho mình vậy cô. Dạ, nó tích lũy thêm cái số tiền, cái lãi suất mà mình cứ mỗi năm mà mình lãnh tiền hưu trễ đó thì mình sẽ được tăng 8%. Dạ, tăng 8% đó là tăng cho chung hết tổng cái số tiền tới tổng cái số tuổi tiền, của mình tới tuổi. Muốn lấy bây giờ tôi lấy trở lại cái con số 1.000 cho nó dễ thấy nhé. Dạ. 1.000 ở tuổi 66 rồi 67 mình về hưu thì là sẽ được 1.080. Dạ. Và nếu mà mình khoan lãnh nữa vẫn tiếp tục đi làm thì tới 68 thì mình được 1.160 đồng. Và người nào mà chờ không lãnh gì hết đến 70 tuổi mới bắt đầu lãnh thì sẽ được hưởng 1.320 đồng. Nó cứ cộng lên 8% cho cái năm mỗi năm mình hưu. Thì nếu vị nào mà cảm thấy là mình còn sức khỏe, thích đi làm thì cũng là một cái ý kiến hay để mà mình muốn tăng cái mức hưu bổng của mình lên càng cao. Vì lý do cái đó là cái số tiền sẽ giữ như vậy cho tới cuối đời của mình, trừ những cái trường hợp mà có tăng cái phụ cấp đắt đỏ. Còn nếu không là mình lỡ mà mình lãnh hồi 62 mình được 750 thì mình cũng sẽ lãnh 750 cho tới chết, chứ không phải 750 ở tuổi 62 rồi tới 66 trở lên 1.000, không phải như vậy. Do đó quý vị cũng cần phải lưu ý. Và Medicare vẫn là tuổi 65. Còn những người trẻ như Nguyệt Dung đây thì đường còn dài lắm em ơi. Thì em cố gắng làm việc và bắt đầu để dành và chuẩn bị. Tại vì em phải tới 67 tuổi em mới được về hưu. Cô sẽ về hưu trước em. Trước nhá. Cô hả? Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã giải thích cái câu hỏi cho một vị khán giả gửi thư về cho đài. Và để tiếp nói theo một câu hỏi, cháu có một cái câu hỏi kế tiếp nữa. Dạ. Đó là của một cô đã sinh năm 1954 và cô viết là chồng của cô bảo lãnh cô qua Mỹ năm 2000 và cô đi làm hãng được 11 năm và đầu năm 2014 thì cô lại bị ốp. Cô xin tiền thất nghiệp cho được khoảng 6 tháng rồi bị cắt. Còn chồng của cô thì sinh năm 1938, đã về hưu già tuổi 65, nhưng chồng tôi đã qua đời năm 2007. Và năm 2014, cô được 60 tuổi lãnh tiền hưu của chồng. Tôi mỗi tháng là 455 đô, thấy không đủ sống. Tháng 9 năm 2014, cô có xin thêm tiền food stamp mỗi tháng là được 194 đô. Vậy thì xin hỏi cô Angie là có xin thêm tiền SSI được hay là không? Rồi bởi vì cái cô viết cái lá thư này đó, nói là cô phải trả tiền phòng và tiền insurance xe
và tiền điện thoại và những cái chi tiêu khác cho cuộc sống. Và cô nhờ cô Angie gửi cái lời phân tích tới cho vị khán giả gửi lá thư này về cho đài của chúng ta. Dạ, cảm ơn Ngọc Dung. Kính thưa quý vị, trong trường hợp đây thì bà đang hưởng cái quyền lợi tồn sinh. Có nghĩa là mình nói chữ tồn sinh nghe cho nó văn hoa, chứ mình nói một cách nôm na của mình là chồng chết mình được lãnh cái tiền tử đó, mà thiệt ra không phải là tiền tử, nhưng mà mình hay quen gọi như vậy. Thì nói chung một người có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội, khi đã lãnh tiền hưu thì cái người hôn phối của mình, một khi mà mình không may lên đầu tủ ngồi, thì mình, cái người quan phu hay là quả phụ, nói nôm na là quá vợ hay là quá chồng, được quyền hưởng trên cái phần hưu bổng của người chồng hay người vợ đã quá cố của mình. Thì bà sinh năm 1954, đến năm 2015 bà được 61 tuổi. Thì ở cái thời điểm bà được 60 đó, thì bà đã lãnh cái tiền tồn sinh với cái hồ sơ của ông chồng rồi. Nói thêm về cái quyền lợi tồn sinh, thì ai là sẽ những người được hưởng cái quyền lợi tồn sinh đó? Nếu mặc hôn phối đó, thì cái người phối ngẫu đang sống với cái người có đi làm, đây là trong trường hợp của bà đây, thì chỉ kết hôn sau một năm, hai người chung sống, rồi cái người đi làm việc chính qua đời, người vợ có thể được hưởng cái quyền lợi tồn sinh dựa theo ba tiêu chuẩn sau đây. Một là có tuổi 60, hoặc là một người được sinh từ tuổi 50 tới 59 nếu vị này bị bệnh tật, hoặc là bất luận tuổi tác, nếu cái người vợ còn sống hay người chồng còn sống có nuôi dạy đứa con dưới 16 tuổi. Thì trong trường hợp đây bà hội đủ điều kiện về mặt tuổi tác là bà được 60 tuổi, bà đã lãnh cái tiền tồn sinh với cái hồ sơ của ông chồng. Bà hỏi cái câu hỏi SSI, bà còn hay quá trẻ để mà được hưởng cái quyền lợi SSI. Tôi sẽ phân tích thêm về cái điều luật của chương trình SSI trong phần 2 của chương trình nhé. Dạ, xin mời quý khán giả hãy giữ màn ảnh của Đài Sài Gòn TV. Nguyệt Dung and cô Angie sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.